Cậu cá cắm hơi mà. Dính không? Dính. Trời ơi, cá chết rồi. Chết rồi, hết giải rồi. Cá nó bự. Ôi, cá trên nó bự. Wow, cái đầu của nó này. Được không? Ui, cái đầu của nó là hơn cái bàn tay luôn. Chết rồi. Ui, cá trên. Ôi, nó bự. Tiếc quá, chết rồi. Đó, có mấy gan nha. Các bạn nha. 1 3 4. Trời ơi, cá trê hơn 4 gan. Ui, kinh khủng. Cá này mấy ký á. Chết rồi. Cái đầu của nó nè. Đầu nó hơn bàn tay mình. Chết rồi, để qua một đêm chết rồi. Giải vụ quá. Chết sẽ không để nuôi làm kiểu. Ủng quá, ủng. Dính lưỡi câu nè các bạn. Dính lưỡi câu nè, cái họng nó hơi lơ. Cái họng nó nè. Dính lưỡi câu. Dính lưỡi câu lúc còn ruột chịu không nổi chết. Dính lưỡi câu trong ruột phải dính mép sống. Lúc trong ruột ăn sâu quá, giải dụ để chết rồi. Câu tối hôm qua nè, sáng là hâm về chết rồi. Tiếc quá, tiếc. Trời ơi, trên phải mấy ký, hơn 4 gang tay. Cái vàng đọc bữa khiếp không. Quay chia sẻ với anh em ha. Rồi, chúc anh em ngày mới tốt lành nha. Xin chào anh em.